Em Bi nhìn thấy không? Anh Bi nhìn thấy con đấy chưa? Cho tắc vào đây à? Đó, là ông là... Nó là con ong sữa mà. Tội nghiệp con ong nó vậy. Ngâm cả mà. Sao bà nội bỏ con ong về? Đó, ngâm cả vào đấy. Ôi ông trời, từ nay đi rửa tay nó bẩn dơ tay ông. Ơ, hay lấy cái kia ngâm kìa bố. Con ong bơi nhỉ? Hả? Lấy cái kia. Vâng. Chứ không mẹ là xe nát ra nó thành vụn hết. Cái hũ này kìa bà, cái hũ của chị chả. Toàn miệng nhá. Mẹ bóp cái này ra nó nát hết. Cho vào cái này này. Cái này để muối cà chứ ai. Người ta để dụ được rồi. Cái này này. Bà là dụa tao nhất. Lau là được mà. Lau đi thôi, bà lau đi thôi. Chúng em con này là lấy cái đâu đâu Bình thấy con đưa giấy ăn cho bà. Không ăn nữa. Con ăn nó không còn bơi nữa rồi. Bơi là chạy. Nó say luôn rồi.